Việt Nam. Người nam ca sĩ này cũng là một trong những cố vấn âm nhạc có tâm và có tầm, và cũng là một người thầy mà đã mang đến rất là nhiều những thế hệ học trò trong thời gian vừa qua với tất cả quý vị. Thưa quý vị, và người nam ca sĩ này sở hữu một chất giọng nam cao, ấm, khỏe, âm vực rộng cùng với một phong cách vô cùng chuyên nghiệp ở trên sân khấu. Và người nam ca sĩ này cũng là một trong những người nghệ sĩ vô cùng tình cảm và sống chan hòa tình thương cùng với tất cả mọi người. Xin quý vị cùng hướng về sân khấu và cùng dành một tràng lớn thật nồng nhiệt để cùng chào đón nam dân ca Ngọc Sơn. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very happy to see all of you here tonight. And I wish, first of all, I wish you joy, happiness, and lucky again. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào và hẹn gặp lại. Yeah.
đêm nay chẳng đêm một mình. Biết lên trong ca chỉ là mình chân thành. Ngọc Sơn cười mèo vần yêu thương. Hôm nay xin yêu cầu Ngọc Sơn cho bác nhạc em nó mà qua để tặng cho bà xã và khán giả một hôm nay. Anh cảm ơn đẹp trai cả. Ngọc Sơn gặp đại gia đình Ngọc Sơn xúc động quá. Vì sao Ngọc Sơn nhìn thấy đại gia đình là những gương mặt rất là đẹp. Nhưng mà Ngọc Sơn thấy là những nụ cười tươi lắm. Nhưng mà Ngọc Sơn là nhà viết nhạc từ nhỏ tới giờ rồi. Và một nhà tướng số rất là hay. Ngọc Sơn coi tướng rất là hay. Nhưng mà Ngọc Sơn coi chung, Ngọc Sơn thấy là nụ cười của đại gia đình này mình là không phải bình thường có được đâu nha. Từ tâm đức tâm lòng toát lên. Cái đó là sức mạnh của Ngọc Sơn đó nghe. Mà ơn trên phù hộ. Mình theo đạo nào thì đạo đó sẽ phù hộ cho mình. Chắc chắn. Very lucky in life. May mắn quên mình cái ăn chi vậy. Cái quê mới lên đây. Xin gửi đến các bà chú, các chị, các bạn một sáng tác đầu đời sự nghiệp ca nhạc của Ngọc Sơn năm 17 tuổi, năm 87. Cả bài hát 30 năm mà nghe. Coi bây giờ thì cả nhà nghe hay hơn hoặc là công lực mạnh hơn nữa, nhớ vỗ tay. Tại nó nhìn đại gia đình đẹp quá, xung quá à. Cho nên Ngọc Sơn nhảy lên. Thôi bây giờ cái chương trình nó phải ra từ quấn lên. Ngọc Sơn có thể rumba xong rồi lên cha cha rồi techno ha, rồi làm đủ thứ nhảy múa cho vui. Đại gia đình không quên là Ngọc Sơn nhảy Michael Jackson rất ok đấy nha. tiếp theo. Nói thật với bạn nhạc, Ngọc Sơn dường giờ tập cho tất cả anh em, còn Ngọc Sơn lên đây là tự hát với ban nhạc luôn. Tại vì Ngọc Sơn hiểu ban nhạc chơi rất hay. Nói chung là Ngọc Sơn là một cô giảng viên âm nhạc, dạy rất nhiều và gọi là một người có thể khả năng xướng âm số 1 của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam, là một 12 sinh viên. Khi hồi đó Ngọc Sơn xuất hiện ra là đại diện âm âm thì thực sự ra là Ngọc Sơn học sinh giỏi cho một trong 12 sinh viên duy nhất của Đại học Thanh nhạc Việt Nam là đã tốt nghiệp đại học, cho nên là bước ra cả nhà cứ ngạc nhiên tại sao mà dữ dội như vậy, nhạc sĩ mà dữ vậy. Nhưng mà thực sự là tí xíu Ngọc sẽ phải hát cho đại gia đình nhiều thể loại âm nhạc, có cả opera, có cả tất cả các thể loại. Đại gia đình chính là giám khảo để chấm thi là trong sân nha. Bây giờ liên khúc rumba yo. Good.
sao không còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới sẽ hoa nên người ta một mình. Yêu nhau làm chi, thương đau chuộc lấy, chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Cho nên xin gửi đến các ba mẹ đẹp gái nè, đặc biệt đại gia đình ca khúc do Ngọc Sơn sáng tác Lòng Mẹ.
chờ mong tin con ngày nào lòng đầy lo sầu nhớ. Bao lá thu đời mà con chưa về, chiều ngày ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con hoài. Nhưng mà Sơn thấy Ngọc Sơn là tại sao có nhảy tương tương hoài kìa, không có, coi như là ngang hàng với professional singer luôn, nghĩa là ngang hàng với ca sĩ chuyên nghiệp, giọng ca anh ta đi rất hay, tại vì Ngọc Sơn nhìn gương mặt nghe giọng nhe 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 là Ngọc Sơn biết. Bây giờ thử một câu cái nha. Nhe nhe là biết liền. Nghe nhe nhe là tụi quái. Thử một câu nha. Đại gia đình ơi, đi vòng trước nha, đi vòng trước mà Ngọc Sơn mới thấy nè. Ê thiên tài, thiên tài không phải người thường rồi. Đêm lạnh ra về
Nhưng
chỉ có nhận mời yêu biệt mây mong nhường nào chỉ có biển nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn